Chào các bạn, hôm nay mình xin được phép trình bày về cái hội chứng hậu Covid. Những biểu hiện thường gặp của nó, khi nào thì người bệnh cần đi khám để hậu Covid. Hậu Covid là cái tình trạng xảy ra những người từng sử để nhiễm SARS-CoV-2, khỏi bệnh trong vòng 3 tháng và xuất hiện những triệu chứng bất thường, đôi khi kéo dài đến 2 tháng. Và những cái triệu chứng bất thường này thì không chẩn đoán nguyên nhân cụ thể của bệnh nào cả. Những biểu hiện thường gặp của hội chứng hậu Covid là mệt mỏi kéo dài, những bất thường về triệu chứng hô hấp, về triệu chứng tim mạch, về triệu chứng thần kinh và tâm lý của người bệnh. Hậu Covid á, thì xảy ra nó làm cho người bệnh khó đạt được cái thể chất và tâm thần để quay về cuộc sống lao động bình thường vào. Thì việc chữa bệnh đôi khi nó làm người bệnh phải tốn nhiều kinh phí. Hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới đã thống kê hơn 200 triệu chứng về hậu Covid ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan của cơ thể. Nhưng biểu hiện thường gặp của hội chứng hậu Covid bao gồm mệt mỏi kéo dài, những bất thường về triệu chứng hô hấp, về tim mạch, về thần kinh, về tâm lý người bệnh. Thì cái mệt mỏi kéo dài là cái chứng thường gặp chắc ở hội chứng hậu Covid. Ở những quốc gia mà người ta có báo cáo thống kê về cái tình trạng hậu Covid ấy, thì thấy tỷ lệ từ 60-90% người bệnh có hiện mệt mỏi kéo dài. Cái mệt mỏi kéo dài nó xảy ra cả những người bị bệnh nặng phải nhập viện, thậm chí những người bị bệnh nhẹ chỉ điều trị tại nhà. Tuy nhiên, người ta thấy những người bị bệnh nặng đi nhập viện thì cái tình trạng mệt mỏi kéo dài thì thời gian lâu hơn, có thể kéo dài đến 2-6 tháng. Và cái biện thứ hai về bất thường về hô hấp, như các bạn thấy là cái SARS-CoV-2 ảnh hưởng nhiều cơ quan cơ thể, nhưng mà cơ quan xâm nhập ảnh hưởng đầu tiên là hô hấp. Rất nhiều người bệnh sau khi khỏi Covid thì đi khám bệnh kiểm tra về tình trạng ho, thở hụt hơi, khó thở, nhất là khi họ gắn sức, khi lao động nặng, khi lên cầu thang. Thì những biểu hiện này người thấy là do tổn thương ở trên phổi, mà thường xảy ra nhất là viêm phổi, sơ phổi, và cái chức năng phổi bị ảnh hưởng đậm đặc. Đặc biệt ở những người mà bệnh nặng phải nhập viện, có tình trạng viêm phổi, phải thở oxy, phải thở máy, phải chạy ECMO, và những người bệnh lớn tuổi thì cái tỷ lệ hấp nó sẽ là càng nặng nề hơn. Cái thứ ba là biểu hiện về tâm thần kinh. SARS-CoV-2 khi xâm nhập cơ thể thì nó tác động lên hệ thống thần kinh, đặc biệt hệ thống tay trong, hệ thống tiền đình, thì làm cho nhiều người bệnh sẽ tình trạng ù tai, chóng mặt sau khi khỏi bệnh. Rất nhiều người đi khám vì hội chứng tiền đình sau khi mắc hậu Covid. Trầm trọng hơn đó, thì làm cho người bệnh có biểu hiện là khó tập trung, lú lẫn, hay quên. Mà các bạn hay nghe là tôi nói về hội chứng là sương mù não. Lúc đó người bệnh nhận thức nó chậm, tiếp xúc nó chậm, khả năng tư duy, khả năng làm việc thì không được nhạy bén. Đa số các trường hợp thì cái triệu chứng sương mù não này nó kéo dài và từ khỏi sau khoảng 2 tháng. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp nó kéo dài hơn. Cái thứ ba là biểu hiện về tim mạch. Người ta thấy có một số nghiên cứu thì sau khi khỏi bệnh nhưng cái tình trạng bệnh lý tim mạch nó vẫn xảy ra kéo dài, như bệnh nhân hay hộ hay đến đúng ngực, nhịp tim nhanh, thậm chí mang tim nó kéo dài. Tình trạng này có thể lý giải là quá trình viêm cơ tim có thể xảy ra tiềm tàng từ cái giai đoạn cấp. Có số trường hợp đi khám bệnh vì bệnh rối loạn nhịp, suy tim. Tình trạng rối loạn nhịp này có thể dẫn đến tử vong. Cái bệnh thứ tư là về mặt tâm lý. Như các bạn đã biết,
khi mà người bệnh bị hậu Covid, bị Covid thì họ rất nhiều lo lắng. Thứ nhất là lo lắng mắc bệnh có thể lây lan cho người nhà, có thể lây lan cho cộng đồng. Thứ hai, khi phải điều trị thì rất nhiều người cứ đi một mình, thì việc giao tiếp với người bệnh có lượng người xung quanh rất lớn, không có thì làm ảnh hưởng đến tâm lý. Có một số người có thể dẫn đến trầm cảm. Đa số các cái điều trị cái tâm lý này thì người ta cố gắng khuyên bệnh nhân thì quay về cuộc sống bình thường và những hoạt động tích cực. Tuy nhiên những trường hợp rối loạn mất ngủ kéo dài vì trầm cảm thì phải điều trị bằng nội xung quanh. Và những người nào bạn đi khám mặc Covid không giống như những bệnh cảnh khác thì tình trạng học bệnh lý cần phải chú ý là khi xảy ra những người bệnh nào cùng với nhiễm Covid-19 thì tình trạng học bệnh có thể xảy ra ở những người bệnh nặng, thậm chí những người bệnh nhẹ không có triệu chứng. Thứ hai, có thể xảy ra bất cứ lứa tuổi nào, từ người lớn cho đến trẻ. Tuy nhiên người ta thấy rằng này, những người bị mắc Covid nếu có bệnh nền như bệnh đái đường, như bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như viêm phế quản mạn, thì tình trạng hậu Covid thường nó trầm trọng và nó nặng nề hơn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng đối với những trường hợp F0 mà cần đi phải nhập viện điều trị tại các khoa hồi sức, có thể oxy kéo dài, có thở máy, có tình trạng viêm phổi nặng, thì khuyến cáo cần phải đi khám lại sau 1 tháng đến 2 tháng, tức là 4 đến 8 tuần. Các chuyên gia cũng cảnh báo những người bệnh nền, những người lớn tuổi, đặc biệt những người trên 60 tuổi thì tình trạng hậu Covid thường xảy ra và cũng cần phải chú ý những đối tượng này. Một trường thứ ba, bất cứ người nào có những triệu chứng